Ngày 4 tháng 6, tại xóm Gò Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thượng Đình, huyện Phú Bình tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Xanh với nhiều hoạt động như hướng dẫn bà con nhân dân phân loại rác thải theo nguyên tắc ba có, thực hành sử dụng men vi sinh IMO trong xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tiến hành bàn giao các thiết bị và men gốc IMO cho người dân ba xóm Gò Lai, Hòa Bình và Đông Yên để thực hiện ủ phân hữu cơ từ rác thải và 4 ngôi nhà xanh để thu gom rác tái chế. Nhân dịp này, các hội viên phụ nữ cùng bà con nhân dân đã ra quân trồng hoa, cây cảnh trên các đoạn đường tự quản. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân trong phân loại, xử lý rác, bảo vệ và duy trì môi trường xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới.